Nam thanh niên 18 tuổi buôn ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Khỏe, sinh năm 2006, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Vào khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2024, tại khu vực phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an thành phố Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Khỏe đang cất giấu trái phép một hộp nhựa chứa 3 túi ni lông đựng 49 viên nén chất tinh thể dạng cục màu trắng và các vỏ túi ni lông, một cân điện tử. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Khỏe khai nhận đó là 49 viên ma túy kẹo và một túi ma túy ketamin. Đối tượng sử dụng cân điện tử và các túi ni lông để chia nhỏ bán kiếm lời. Kết quả giám định, 49 viên nén là ma túy dạng MDMA, có trọng lượng 21,340g và ketamin trọng lượng 0,797g. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khỏe về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hố tử thần xuất hiện giữa đường sau mưa lớn tại thành phố Thủ Đức. Tối ngày 8 tháng 10, theo phản ánh của nhiều người dân sống tại phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường trong khu vực bị sụp, lún nghiêm trọng sau cơn mưa chiều cùng ngày. Cụ thể, tại đầu đường số 5, một đoạn lớn bê tông sụp hẳn xuống phía dưới tạo thành lỗ hổng lớn. Vị trí bị sụp ở giữa đường, sâu khoảng 1,5m, đường kính khoảng 2m, nhiều mảng nhựa bê tông bị cuốn trôi xuống bên dưới kèm theo cát sỏi. Bên dưới hố sâu có một đường ống nhựa, phía bên cạnh là một hố ga. Ngoài đường số 5, một số đường khác như đường số 2, đường số 4, đường Trương Văn Hải cùng phường Tăng Nhân Phú B cũng bị sụt lún, hư hỏng ở vài đoạn, gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau cơn mưa, nhiều đoạn đường lỗ chỗ, sụt lún xuống rất nguy hiểm, mưa lớn, nước chảy mạnh, nếu không phát hiện sẽ dễ té ngã, bị thương, một bạn đọc phản ánh. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú B xác nhận một số tuyến đường trên địa bàn phường xảy ra tình trạng sụt lún. Trong đó, ở đường số 5 bị nghiêm trọng nhất, hố sụp sâu, dễ gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân phường đã cho căng dây rào chắn và báo Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Thủ Đức để có hướng khắc phục. Theo ông Hoàng, ngay trong đêm, nhân viên Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Thủ Đức đã đến khảo sát, đưa ra phương án xử lý đoạn sụp lún sâu ở đường số 5. Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú B cũng đề nghị ưu tiên khắc phục sự cố tại đây trước. Về nguyên nhân xảy ra sự cố sụt lún đường, theo ông Hoàng, có thể do nền đường khu vực thuộc loại đất pha cát, qua thời gian dài thấm nước, một số nơi bị sói mòn, đất cát ở phía dưới mặt đường bị trôi, lâu dần tạo thành lỗ hổng. Trong cơn mưa chiều ngày 8 tháng 10, lượng mưa rất lớn, lại chảy mạnh, gây sụp mặt đường nhựa, dẫn đến hố sụt lún sâu. Ngoài ra cũng có thể do ở miệng các hố ga trũng hơn mặt đường, khi mưa, nước dồn về lâu ngày gây ra xói mòn, nước thấm dần làm trôi đất pha cát phía dưới, tạo thành lỗ hổng gây sụt lún. Thời gian qua trên địa bàn phường cũng thường xuyên xảy ra sự cố tương tự, có nơi bị nhẹ, có nơi bị nặng. Chúng tôi đã phối hợp khắc phục, duy tu một số tuyến như đường số 14, đường số 8, đình Phong Phú. May mắn trong sự cố sụp đường chiều nay, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp người dân nào bị ảnh hưởng, ông Hoàng cho biết. Thông tin từ Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Thủ Đức cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra, xử lý sự cố trong đêm để đảm bảo lưu thông cho người đi đường. Như báo giao thông đã đưa tin, chiều ngày 8 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa lớn trên diện rộng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở các quận huyện bị ngập nặng. Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua livestream Liên minh Huyền thoại. Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Công an quận Hoàng Mai triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream, quay phát trực tiếp trò chơi điện tử League of Legends trên YouTube. Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 11 năm 2018, Đặng Mạnh Cường, 27 tuổi ở quận Hoàng Mai, lập kênh YouTube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và donate người chơi ủng hộ. Quá trình vận hành kênh, nhiều người xem đề nghị Cường tổ chức cá cược trong các phiên live và Cường đồng ý. Khoảng giữa tháng 5, Cường bàn bạc với Trần Đức Toàn, 28 tuổi và Nguyễn Duy Thiện, 28 tuổi, tổ chức cá cược trên kênh YouTube của mình. Cường phát trực tiếp video, bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới chơi trò League of Legends, tên tiếng Việt, Liên minh Huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics, TFT và kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này. Tại phần bình luận, Cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược. Để tham gia, con bạc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau khi trận đấu kết thúc, căn cứ kết quả thứ hạng thi đấu của game thủ, nếu thắng, con bạc nhận về 1,85 lần số tiền đã đặt cược, người thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược. Thông thường một ngày, Cường livestream 2 lần. Theo cơ quan chức năng, Thiện được giao làm thư ký, có nhiệm vụ cập nhật thông tin, thống kê các con bạc tham gia đặt cược. Kết thúc mỗi trận đấu, Thiện tính toán số tiền các con bạc thắng cược và cùng đồng bọn chuyển tiền thưởng cho con bạc thắng cược. Thiện giữ lại 15% tổng số tiền con bạc thắng cược để ăn chia, nhằm che giấu dòng tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc.
Cường, Thiện và Toàn đã cấu kết với Nguyễn Trọng Tụng, 28 tuổi, Hoàng Mạnh Hải, 24 tuổi và một số đối tượng khác để sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận và chuyển tiền thắng bạc. Qua điều tra, cảnh sát xác định từ ngày 14 tháng 5 đến nay, tổng số tiền các đối tượng chuyển vào rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng, với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược, cá độ của khoảng 1.000 con bạc, số tiền các đối tượng hưởng lợi lên đến hàng tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, cơ quan chức năng triển khai đồng loạt 9 tổ công tác, tổ chức khám xét nhà của Đặng Mạnh Cường và 11 đối tượng, trong đó 7 đối tượng tại Hà Nội, 3 đối tượng tại Đồng Nai, 1 đối tượng tại Bình Phước, thu giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và nhiều tài liệu khác có liên quan. 12 đối tượng đã bị công an Hà Nội khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc. Nữ sinh lớp 10 đâm bạn cùng lớp do mâu thuẫn nói xấu nhau. Ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật vụ cố ý gây thương tích giữa hai học sinh của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Theo điều tra, nữ sinh THM trú tại huyện Tam Dương và TTT trú tại huyện Tam Đảo cùng 15 tuổi, học sinh lớp 10 của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nói xấu nhau trong quá trình học tập. Đến khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 7, nữ sinh M dùng dao bầu đâm trọng thương nữ sinh T, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan, cùng với đó đưa nữ sinh M về trụ sở công an để làm rõ. Giả danh công an lừa 100 triệu đồng của người phụ nữ quen trên ứng dụng hẹn hò. Thông tin ban đầu, chị M, sinh năm 1974 ở Gia Lâm, Hà Nội, quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Công an giả này tiếp tục hẹn đến nhà chị M, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của chị. Phát hiện bị lừa, chị M trình báo vụ việc tới công an phường Đức Giang, quận Long Biên. Đối tượng bị tổ công tác công an phường Đức Giang bắt giữ khi đang nhận 30 triệu đồng của chị M. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1981, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, lao động tự do. Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thấy chị M nhẹ dạ cả tin, đối tượng tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị. Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Thiếu nữ 17 tuổi bị hành hung nhập viện trước tiệm net ở Bình Dương. Hôm nay ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng hành hung thiếu nữ 17 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 7 tháng 10, em NTNN, 17 tuổi, quê Tiền Giang, là nhân viên của một tiệm Internet nằm trên đường D2, khu dân cư Thuận Giao, thành phố Thuận An, tan ca làm, được chị gái chạy xe máy tới đón. Thời điểm này, xuất hiện một nhóm thanh niên 3 người tiến lại gần hai chị em, có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực, sau đó một người còn định ngồi lên phía sau xe máy để trêu ghẹo. Thế vậy, em N gạt thanh niên này xuống để lên xe đi về. Tuy nhiên, nhóm này bất ngờ đạp ngã xe máy, dùng tay đấm thẳng vào mặt của em N. Chưa dừng lại, hai thanh niên trong nhóm tiếp tục hành hung em N, khiến nạn nhân bị chấn thương. Chỉ khi có người trong quán chạy ra can ngăn, nhóm này mới dừng lại. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh trước tiệm Internet ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng. Công an phường Thuận Giao sau đó đã phối hợp với công an thành phố Thuận An tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, giám định thương tích của nạn nhân để điều tra. Hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng nói trên. Em N sau đó được đưa đến bệnh viện thành phố Thuận An để cấp cứu. Kết luận của bệnh viện cho thấy nạn nhân bị gãy xương ngón tay, nứt xương sườn, chấn thương phần đầu. Khởi tố hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường ban đêm. Chiều tối ngày 8 tháng 10, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Duy Nhật, 19 tuổi, trú tại khóm 2, phường 10, thành phố Sóc Trăng và Nguyễn Văn Đạt, 17 tuổi, trú tại khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, vào khuya ngày 23 tháng 9 và rạng sáng ngày 24 tháng 9, tại khu vực cầu Bố Thảo trên tuyến tránh quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường 7, thành phố Sóc Trăng, Nhật và Đạt đã thực hiện liên tiếp hai vụ cướp tài sản của hai người đi đường bằng cách dùng dao khống chế. Và cả hai lấy đi một điện thoại di động, một túi đeo chéo bên trong có khoảng 2 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân và ví tiền bên trong có 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Một ngày sau, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, cũng trên tuyến tránh quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường 10, thành phố Sóc Trăng, Nhật và Đạt tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản của cặp vợ chồng đang trên đường đi từ Cần Thơ về Bạc Liêu, lấy đi 5,2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Qua điều tra xác minh, công an đã mời cả hai về làm việc. Tại cơ quan công an, Nhật và Đạt đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành, Long Phú, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục điều tra để xử lý Nhật và Đạt theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an thông báo cho các nạn nhân liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sóc Trăng trình báo, phối hợp điều tra.